Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Trên đỉnh Tuyết Sơn. Tuyết Ẩn, tông sư võ đạo đỉnh cấp thiên hạ. Phía Bắc có Nam Nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Tuyết Ẩn sư tỷ 20 năm không gặp, tỷ vậy mà không có chút thay đổi nào, thậm chí còn trẻ ra. Trung sư đệ, 20 năm không gặp, ngươi già đi rồi. Đế quốc hủy diệt, chủ nhân chết thảm, tâm lực tiều tụy, ta sao có thể không già? Không phải đệ tử của tỷ muốn ra mắt với đại ngốc hay sao, sao lại để cô ấy đi rồi? Duyên phận đến, tự nhiên sẽ đến, không cần phải tận lực tác hợp. Hơn nữa ta sắp chết rồi, ta không muốn đứa trẻ này nhìn thấy ta chết đi. Sư tỷ thật không thể cứu sao? Bệnh tuyệt thế, không cứu được cũng chính là việc mười mấy ngày nay. Ta biết một người trẻ tuổi vô cùng lợi hại, y thuật của hắn thiên mã hành không, có lẽ có thể cứu được tỷ. Không cần, cứ như vậy rời đi cũng tốt. Cứ thế mà chết đi đi, cứ thế mà chết đi đi. Sau khi chết về với đất, có lẽ tìm được chân tướng vì sao bệ hạ lại chết thảm. Đoàn sứ giả Việt quốc trên đường tới Khương quốc. Thập Tam, ngươi cũng liếc mắt nhìn trộm Hoàng Phượng một cái rồi. Hai người thực sự có gian tình sao? Ngươi bị mù à? Sao ta lại không biết khẩu vị của ngươi nặng vậy nhỉ? Thời gian trước, tuế nguyệt như thoi đưa, rất nhanh hơn 10 ngày đã qua. Đoàn sư giả Việt quốc mang theo mười mấy đầu người Khương tiến vào Khương quốc. Là kỵ binh của Khương quốc, người dẫn đội là công chúa Khương quốc, A Lỗ Nana. Ồ, đây chính là hôn thê của đại ngốc. Ngươi chính là sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng. Chính là tại hạ. 20 ngày trước, tại vương cung của Khương quốc, Việt quốc dám giết sứ giả của ta. Để A Lỗ qua tập kết 5.000 kỵ binh, giết vào Việt quốc. Khương quốc chi chủ, A Lỗ Võng. Xin đại vương tạm thời đừng nóng giận, trước hết giết một người rồi nói. 10 vạn kim tiền. Giết ai? Sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng. Được, người này ta giết, nhưng chúng ta vẫn phải xuất binh Việt quốc. Xin đại vương giết sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng trước xong rồi hãy xuất binh, Tô thị ta nguyện ý bỏ ra 10 vạn kim tệ. Được. Phụ thân, Việt quốc giết sứ giả của ta, Khương quốc chúng ta cũng phải giết hết đoàn sứ giả Việt quốc, làm canh thịt băm. Nhất là sứ giả Thẩm Lãng, nhất định phải chặt cho chó ăn, con nguyện ý lãnh quân đi lên chém giết Thẩm Lãng. Được Tô sứ giả, ngươi hẳn là biết lộ tuyến của đoàn sứ giả Việt quốc chứ? Đương nhiên. Bắt toàn bộ cho ta, rút gân lột ra tên Thẩm Lãng này, cắt từng khối thịt trên người hắn cho chó ăn. Rõ. Công chúa A Lỗ Nana, mọi người đều là người nhà, cô không nhìn thấy hắn sao? Hắn chính là trượng phu của cô đó. Đại ngốc, không phải người mà sư phụ bảo ta ra mắt sao? Hả? Trời ơi, cao to đen hôi như vậy, lại còn có nam nhân cao hơn ta. Đại ngốc, còn không đi gặp nương tử của ngươi. Cao quá, cường tráng quá, nữ nhân này thật đẹp, đây chính là nữ nhân ta muốn, đây chính là vợ cả đời của đại ngốc ta. Đại ngốc bị Thẩm Lãng và Trung Sở Khách không ngừng tẩy lão A Lỗ Nana là lão bà của ta. Huynh chính là đồ đệ của Trung Sở Khách. Ừm, ta chính là quan môn đệ tử của sư phụ, muội cũng cùng sư phụ đóng cửa mỗi ngày sao? Tên này là một tên ngốc à? Ngươi đến ra mắt ta. Cái gì là ra mắt? Chính là muốn cưới cô ấy, ngủ với cô ấy, sinh con với cô ấy. Đúng, ta muốn cưới muội, ngủ với muội, cùng sinh con. Người này là một tên ngốc.
Đừng cười, công chúa tức giận rồi. Tên ngốc này muốn ra mắt với ta, tiếp được ba chiêu của ta mới có tư cách. Được được được, bản lĩnh khác thì đại ngốc không có, nhưng tiếp chiêu ngăn cản thì tuyệt đối là đứng đầu. Đại ngốc, ngươi còn chờ gì nữa, mau tiếp chiêu đi. Đại ngốc bắt đầu tiếp chiêu. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.